Thưa quý vị, thời gian qua, huyện Đông Hải xác định việc tăng cường tuyên truyền cung cấp thông tin, phổ cập dịch vụ Internet, mạng di động, tăng cường chuyển đổi số cho người dân có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Bởi thiếu hụt thông tin là một trong những chỉ số thuộc về tiêu chí thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản theo quy định chuẩn nghèo đa chiều. 1. Về thời hạn của căn cước công dân. Trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tiểu dự án giảm nghèo thông tin thuộc dự án 6 xác định việc tăng cường tiếp cận thông tin thiết yếu cho cộng đồng dân cư là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Và hệ thống truyền thanh cơ sở được xem là loại hình thông tin chủ lực, kênh thông tin tuyên truyền có diện phủ sóng rộng nhất, đưa thông tin trực tiếp và nhanh nhất đến với đông đảo người dân. Hiện nay trên địa bàn xã Long Điền Đông A đã được đầu tư 9 cụm loa phát thanh ở 8 ấp, qua đó giúp người dân tiếp cận những thông tin chính thống về kinh tế, văn hóa xã hội, các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, vươn lên thoát nghèo của người dân. Tuyên truyền về các gương điển hình sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để nhân rộng và lan tỏa trong xã hội. Từ khi được nhà nước đầu tư cụm loa cho ở địa bàn ấp 3, thì nói chung là người dân trên địa bàn ấp tiếp cận được các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Và có cụm loa này mà cũng nắm được mấy cái kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt. Thời gian qua, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỹ năng số cho nhân dân, nhất là phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần mạnh mẽ đưa các nền tảng số, công nghệ số đến với người dân, giúp bà con sớm tiếp cận môi trường số, sử dụng các ứng dụng trên nền tảng số vào mọi mặt của đời sống xã hội. Chuyển đổi số đang đi sâu vào cuộc sống và tạo ra những cơ hội mới cho người dân. Việc hỗ trợ người dân cập nhật nguồn thông tin chính thống, tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông Internet, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động hơn trong tiếp cận chính sách, học hỏi kinh nghiệm, giải pháp phát triển kinh tế nhằm cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chính quyền địa phương từ cũng như ủy ban xã thì tới mà ở địa phương cũng đi vận động bà con, thì tôi cũng dân thấy những cái app đó nó có lợi rất lớn đối với người dân, thành ra tôi đã sử dụng. Về VNDD thì nói chung thì theo sử dụng của cái bộ công an thì quy định thì tất cả người dân phải sử dụng VNDD để mà lên hệ thống sử dụng bằng cái coi như là cái hộ khẩu điện tử. Còn về mà cái app ngân hàng thì thuận tiện giao lưu trong cái việc mua bán hoặc là như mình đóng tiền điện được chẳng hạn. Nói chung là rất thuận lợi. Tăng cường cái công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, rồi chính sách pháp luật của nhà nước đến các cái hộ dân trên địa bàn của xã. Ngoài cái việc mà chúng tôi tiếp cái đài truyền thanh của huyện thì xã cũng có biên tập các cái chương trình, các cái kế hoạch của xã để phát trên cái đài truyền thanh của xã đến với bà con dân trên địa bàn của xã, thành lập cái tổ công nghệ số cộng đồng để đi từng ấp để hỗ trợ cho bà con trong cái việc đó là chuyển đổi số, đẩy mạnh tuyên truyền các cái mô hình giảm nghèo bền vững để mà nhân rộng cho bà con là có cái chí thú làm ăn. Thì qua triển khai thực hiện thì bà con cũng hưởng ứng tham gia cũng rất là tích cực. Từ đó mà cũng là góp phần rất lớn cho cái công tác giảm nghèo trên địa bàn của xã trong thời gian qua. Giảm nghèo về thông tin được xem là một lối mở giúp người dân được tiếp cận, nắm bắt nhiều thông tin, kiến thức hữu ích, góp phần nâng cao dân trí, hướng đến thoát nghèo bền vững. Thời gian qua, thực hiện công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Đông Hải đã tuyên truyền phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, mô hình phát triển kinh tế gia đình, các thông tin cần thiết liên quan đến công tác giảm nghèo, nhất là các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua đó giúp khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân, góp phần vào công tác giảm nghèo đa chiều của huyện nhà. Trong cái thời gian qua thì đến cuối năm 2023 thì huyện cũng đã thoát nghèo được 588 hộ, thì đạt 132,4% kế hoạch của tỉnh giao để cái giảm nghèo của huyện Đông Hải.
đạt cái tỷ lệ ở trên giao, thì huyện cũng đã thông tin tuyên truyền đến các cái hộ nghèo, chỉ đạo cho cấp ủy, chính quyền, ủy ban nhân dân xã thị trấn để tiếp cận với các hộ nghèo, rồi hướng dẫn cho họ trong cái sản xuất, làm sao là cho các cái hộ này là người ta vươn lên thoát nghèo bền vững trong thời gian tới. Đẩy mạnh cái công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các cái chế độ chính sách đối với người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo, thường xuyên là tổ chức các cái lớp tập huấn, rồi hỗ trợ nâng cao kiến thức cho hộ nghèo có cái lao động và có đất để người ta sản xuất. Thiếu hụt thông tin là một trong những chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trong bộ tiêu chí giảm nghèo đa chiều. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông và giảm nghèo thông tin, huyện Đông Hải tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân, nhất là người nghèo, sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet, ứng dụng công nghệ thông tin để giúp người nghèo, hộ cận nghèo chủ động hơn trong tiếp cận chính sách, thông tin, tìm kiếm nguồn hỗ trợ cũng như học hỏi kinh nghiệm, giải pháp để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.